gì tụi nó la dữ vậy anh? Ủa sao mấy mẹ nhân vật chính đi vô hết rồi, mấy nhân vật phụ la kịch liệt vậy? Xong luôn cảnh này chưa? Còn cảnh nào nữa không? Còn cảnh đánh nhau nữa không? Một cảnh nữa hả? Một cảnh nữa là xong. Dung lượng tốc độ cao của rồi mọi người tắt một chút để tôi đăng ký tiếp.